mầm gốc, mầm gốc, mầm gốc. Anh em làm mấy cái phân bón mà là kích rễ nó vẫn bung mầm gốc lên đây, rễ nó dài, rễ chột mà nói, rồi mầm gốc lại bật cái lưu, rất nhiều mầm gốc, đây mầm gốc tự nhiên hết nha, không xài kích, mầm gốc. Hồi chỗ nào cũng ra mầm gốc, cách kích mầm gốc năm nay ha, mầm gốc, mầm gốc, và đây cũng lại là cái mầm gốc. Anh em mà chơi chớp là mê mấy vụ này đó. Mầm gốc nè, gọi là mầm gốc, mầm là gốc, bên đây vẫn là mầm gốc. Bên này là cây bò rát, anh em cây bò rát nha, hai mầm gốc, hai cây, ba cây đây mầm gốc. Chuyện gọi vui là mùa bật mầm. Rồi mầm gốc, lại là mầm gốc, nước mặn anh em ơi, nước mặn đó, mặn mà trăm cây cũng được quá chứ. Đây chuẩn bị bật nữa nè, mầm gốc, hai mầm luôn, quá xá mầm gốc. Tại mầm nó mập nè, đẩy nguyên nắm phân hữu cơ luôn, còn mầm nó giọt nè, rồi bị đốm luôn, bị bệnh nè, bị nấm nè, nhiễm nấm. Rồi anh em cần liên hệ